Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Em trai Park Shin Hye, Jinyoung của B1A4 để lại thư cho người hâm mộ trước khi nhập ngũ. Người em trai của Shin Hye trong Memory of the Alhambra. Jinyoung chính thức bắt đầu nhập ngũ vào ngày 20 tháng 6 và sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách là một nhân viên phục vụ công cộng. Vào ngày mùng 5, anh ấy đã đăng bức thư sau cho người hâm mộ trên quán cà phê của người hâm mộ B1A4. Xin chào, đây là Jinyoung. Hôm nay trời rất nóng phải không? Bạn có khỏe mạnh không? Bạn có biết tôi luôn nhìn vào những gì bạn gửi cho tôi, phải không? Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ tôi. Tôi đã nhận được thông báo dự thảo của mình sớm hơn hôm nay và tôi sẽ sớm nhập ngũ. Tôi nghĩ bạn sẽ rất ngạc nhiên và lo lắng. Tuy nhiên, tôi muốn nói với người hâm mộ của tôi trực tiếp đầu tiên. Tôi đã rất biết ơn về tất cả tình yêu không được bảo vệ mà bạn đã dành cho tôi. Tôi muốn cho bạn thấy những mặt tốt hơn của bản thân trước khi tôi nhập ngũ. Nhưng thật xấu hổ vì sức khỏe của tôi không cho phép điều đó. Bất cứ khi nào tôi thấy những lời của những người hâm mộ đang chờ đợi tôi làm rất nhiều thứ, tôi cảm thấy rất buồn và có lỗi. Bạn biết những gì tôi luôn nói phải không? Chúng ta hãy gặp nhau thật nhiều trong một thời gian dài. Tôi sẽ rời xa bạn một chút, nhưng chúng ta hãy ở bên nhau lâu hơn chúng ta cho đến bây giờ. Đừng quá lo lắng, tôi xin lỗi vì đã làm bạn lo lắng. Chúng ta hãy gặp nhau khi chúng ta còn hạnh phúc hơn. Mọi người, hứa rằng bạn sẽ dũng cảm, ăn nhiều thứ ngon và sẽ khỏe. Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó là tốt. Chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu, trong khi mơ về nhiều thứ cùng nhau. Tôi sẽ trở thành một người luôn thể hiện những mặt tốt hơn của bản thân mình. Chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau. Cảm ơn bạn.